Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, trong buổi tối ngày hôm qua, sau khi cho ra đời video về cái việc mà thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015, nửa đầu năm 2018, thì số lượng phát hành thêm và phát hành chia tách là rất lớn, vượt khỏi cái nhu cầu, gọi là cái lượng cung thì vượt cái nhu cầu. Thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của quý anh chị em và các bạn gửi về địa chỉ mail cũng như là inbox trực tiếp cho nhóm tự doanh chứng khoán, hỏi về việc tại sao các doanh nghiệp lại thường xuyên thích cái việc là chia tách cổ phiếu, thưởng bằng cổ phiếu mà lại không chia tách và thưởng bằng tiền. Liệu đây có phải là chúng ta đang hiểu lầm hay là đang hiểu sai vấn đề gì trong cái câu chuyện là chia thưởng, chia tách và chia nhỏ, đưa các cái lượng cổ phiếu của các doanh nghiệp lên một cái khối lượng nhiều và đẩy lên thị trường cái lượng hàng hóa quá mức. Thì thưa với anh chị em và các bạn, video này thì chúng tôi sẽ làm rõ và chia sẻ với anh chị em và các bạn là tại sao các doanh nghiệp, các ông chủ lại thường xuyên không chia bằng tiền. Tức là khi mà cái lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được báo cáo xong thì phần lớn thì sẽ chia cổ phiếu, gọi là chia thưởng. Thì các doanh nghiệp thông thường thích hay chia bằng cổ phiếu. Thì có 3 lý do mà các doanh nghiệp thích chia bằng cổ phiếu. Cái lý do thứ nhất đó là lý do về cái câu chuyện là cái dòng tiền. Thưa anh chị em và các bạn, mặc dù trên cái kết toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp sau kiểm toán thì doanh nghiệp A chẳng hạn lời một cái khoản tiền nào đó, thì đó là trên sổ sách thôi. Còn trên thực tế thì cái dòng tiền lưu động của doanh nghiệp nó vẫn phải luân chuyển, tức là dòng tiền nó phải tham gia vào cái hoạt động kinh doanh, thường xuyên luân chuyển. Rất ít các doanh nghiệp mà có cái lượng tiền dư thừa để gửi ngân hàng. Do đó thì nếu để chia cổ tức bằng tiền thì doanh nghiệp này cần phải cân đối lại cái dòng tiền và cái nguồn tài chính để có thể thu xếp được tiền mặt để chia vào, gọi là chia thưởng vào tài khoản của quý anh chị em và các bạn. Và không có cái ông chủ nào, rất như là ít cái ông chủ nào muốn rằng là cái dòng tiền lưu động của mình nó bị thâm hụt, tức là nó bị sử dụng cho một cái khoản cần phải sử dụng là chia cổ tức, để dòng tiền nó ngắn lại, nó nhỏ lại. Và cái việc đó thì giống như cái câu chuyện là gia đình nhà chúng ta mà đang có một cái lượng tiền mặt rất là dồi dào mà phải cho vay đi hay là phải chia cho người khác đi thì nó sẽ ít lại, và ít lại thì cái việc chi tiêu của chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong cái việc gọi là chi tiêu và điều hành. Thì trong doanh nghiệp cũng vậy, khi mà chia cổ tức bằng tiền như vậy nó sẽ dẫn đến câu chuyện là dòng tiền ngắn hạn sẽ có vấn đề, và như vậy thì các ông chủ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cái việc điều hành doanh nghiệp trong điều kiện là gọi là dòng tiền mặt ít đi so với nếu như không chia. Đó là lý do thứ nhất, là các ông chủ chẳng bao giờ thích là chia cái tiền mặt nó đi, cái dòng tiền mà gọi là dòng tiền lưu động nó đi. Vậy thì lý do thứ hai mà tại sao các ông chủ thích chia bằng gọi là cổ phiếu, đó là vì khi chia bằng cổ phiếu thì nó sẽ là gọi giống như là một cái miếng bánh mà sẽ chia làm nhiều phần hơn, sẽ chia nhỏ và sẽ được điều chỉnh giá thấp hơn. Thì tất nhiên người ta sẽ hỏi, có anh chị sẽ hỏi là nếu chia bằng tiền thì có điều chỉnh không? Vâng, có thưa anh chị em và các bạn. Chia bằng tiền thì có điều chỉnh, nhưng cái cách điều chỉnh của chia tiền nó khác cách điều chỉnh của chia bằng cổ phiếu. Và thông thường thì chia thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu thì các ông chủ sẽ rất là mạnh tay, ví dụ chia 1-1, 2-1, hoặc là chia tỷ lệ là 50%, 30%, đấy, rất mạnh tay trong cái câu chuyện chia. Và cái chia này thì mục đích là, đích đến của việc chia này là gì? Về bản chất của câu chuyện chia bằng cổ phiếu, tức là doanh nghiệp đang có nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh ở những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề, hoặc là muốn phát triển gia tăng thị phần thì sẽ có một cái plan, tức là một cái báo cáo kế hoạch gọi là chia thưởng bằng cổ phiếu. Cái dòng tiền đó sẽ được giữ lại, doanh nghiệp sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên và lấy cái dòng tiền đó để làm các hoạt động kinh doanh kia, mà ví dụ như các cái kế hoạch của hoạt động kinh doanh mới, phát triển mới, mua mới máy móc trang thiết bị, hay là phát triển một cái ngành nghề mới gì đó, hoặc là đầu tư dự án nào đó. Ok, thì phần lớn ông chủ đều luôn luôn mong muốn là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mình tăng lên. Với khi mà vốn chủ sở hữu tăng lên thì đồng nghĩa với việc là cái sức cạnh tranh trên thị trường sẽ tốt hơn. Và thêm vào đó nữa thì
chúng ta sẽ giữ được cái lượng tiền mặt ở lại dưới doanh nghiệp và có điều kiện cho các ông chủ thao hồ để đầu tư và phát triển, tức là có tiền để phát triển thay vì phải vay ngân hàng thì vay của cổ đông và vay dài hạn không có cam kết trả lại thì bằng việc là phát hành cổ phiếu chia thưởng. Đấy, đó là cái lý do thứ hai mà các ông chủ muốn là như vậy. Và một cái lý do thứ ba thì theo anh chị em và các bạn, thì anh chị có biết là lý do thứ ba là tại sao các ông chủ rất thích chia bằng cổ phiếu không ạ? Rất thích chia bằng cổ phiếu không ạ? Vâng, có một cái lý do mà rất nhiều các ông chủ trong các doanh nghiệp rất thích chia cổ phiếu, đó chính là nâng cái tỷ lệ sở hữu của mình khi mà được chia thưởng như vậy. Hoặc là ví dụ như có một trường hợp nữa ngoài cái chia thưởng, để chúng tôi lấy ví dụ dễ hơn, anh chị dễ hơn, đó là bán bằng mệnh giá, hoặc là gọi là thưởng nhưng mà thưởng theo phương pháp là ưu đãi cho cổ đông và bán bằng mệnh giá, hoặc là gọi là những cái chính sách rất là ưu đãi. Và cái việc chia thưởng này nó sẽ dẫn đến là cái tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong cái doanh nghiệp sẽ có thay đổi, sẽ có biến chuyển. Đi vào chi tiết thì chúng tôi sẽ không trao đổi video này, nhưng anh chị mừng tượng là khi cổ phiếu được chia ra như vậy, thêm lượng cổ phiếu thì sẽ có sự dịch chuyển các loại, cái người có người sẽ được, có người sẽ không. Và có người thì là trong thời điểm hiện tại lúc chia, thời điểm chốt là sẽ không nắm cổ phiếu, dẫn đến câu chuyện không được chốt quyền, nên sẽ dẫn đến cái sự là các cổ đông sẽ có cái tỷ lệ sở hữu sẽ thay đổi. Và đây, cái phương pháp chia bằng cổ phiếu hoặc là bán bằng cổ phiếu hoặc là phát hành thêm bằng cổ phiếu sẽ làm gì? Sẽ làm thay đổi cái cục diện tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp và gì nữa? Và sẽ làm cho cái một số thành phần trong đó sẽ cục bộ nâng tỷ lệ sở hữu lên. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp mà rất kinh điển trong kinh tế, được ví dụ đó là liên doanh Coca-Cola và Trường Dương. Ngày xưa là Coca-Cola muốn vào Việt Nam thì xin chính phủ được liên doanh với một doanh nghiệp trong nước, đó là công ty cổ phần Trường Dương. Thì khi mà sau một khoảng thời gian họ điều hành kinh doanh, tôi không hiểu thế nào những cái liên doanh này lỗ rất là nhiều năm. Và nhưng mặc dù lỗ nhưng mà họ vẫn là gì anh chị biết không ạ? Vẫn là muốn tăng vốn, vẫn là muốn gọi là góp thêm vốn chủ. Dẫn đến câu chuyện là Trương Dương thì không góp, không góp thêm. Tôi lấy ví dụ này để chị dễ hiểu. Và còn Coca thì họ cứ góp thêm. Vậy dần dần cái tỷ lệ sở hữu của Trương Dương nhỏ xuống, tỷ lệ sở hữu của Coca tăng lên, và cuối cùng thì cái liên doanh này là gì? Gần như Coca-Cola đã lấy nguyên cái liên doanh này, và bây giờ thì là Coca-Cola Việt Nam. Đó là ví dụ rất là điển hình. Và trong cái câu chuyện của các doanh nghiệp ở Việt Nam nó cũng vậy. Thì đó là ba lý do mà các ông chủ rất thích chia bằng cổ phiếu. Cái vấn đề thứ ba là gì anh chị em và bạn? Vẫn có một vấn đề đặc biệt nữa mà chúng tôi không nhắc đến ở đây, đó chính là tranh thủ lúc điều kiện thị trường tăng tốt, thì khi họ chia tách bằng cổ phiếu thì sẽ dẫn đến một cái tâm lý, đó là tâm lý là các nhà đầu tư thường hay nghĩ rằng là khi chia như vậy thì sẽ kéo giá cổ phiếu lên để chia, để giá nó sẽ không thấp xuống. Tôi lấy ví dụ như một số trường hợp năm xưa là giá ví dụ như là đang 40.000 chẳng hạn, nếu như mà chia tỷ lệ 1:1 thì giá nó sẽ bị chia tách còn có 20.000 hoặc dưới 20.000 thôi. Nhưng mà để cho giá của cổ phiếu nó vẫn duy trì ở mức 30 thì người ta sẽ tìm cách để đưa giá cổ phiếu lên cao, sau đó khi chia thì giá sẽ thấp xuống. Và cái tâm lý này nó sẽ lặp đi lặp lại, và người ta rất nhanh dễ quên, trong giới đầu tư rất nhanh dễ quên câu chuyện họ chia tách bằng cổ phiếu, nâng tỷ lệ gọi là cái doanh nghiệp nó được chia làm nhiều miếng bánh hơn, nhưng người ta quên rất nhanh, người ta chỉ nhớ mỗi cái giá thôi. Tức là người ta nhớ là ngày xưa giá của nó 40.000, bây giờ giá của nó cũng 40.000, nhưng thực tế nó đã được chia tách ra rồi. Đây là một trong những cái lý do mà rất nhiều doanh nghiệp đã làm chuyện này. Anh chị để ý kỹ một số cổ phiếu như ngày xưa, ví dụ như Hòa Bình, ví dụ như Hòa Phát, ví dụ như Hoa Sen, ví dụ như là giá được giữ rất là lâu ở một cái vùng giá cố định, ví dụ Masan, ví dụ như là bây giờ thì Vincom được giữ ở vùng giá 100 rất là lâu, và Bảo Việt chẳng hạn. Đó là những cái doanh nghiệp điển hình mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn. Và những cái gợi mở mà nhóm chúng tôi chia sẻ ở đây thì mong rằng nó là cái động lực, là cái phần gợi mở để quý anh chị em và các bạn có thể xem xét và phân tích thêm, hoặc là tập hợp thêm các cơ sở dữ liệu để chúng ta hiểu hơn về cái nguyên lý, cái lý do tại sao cái câu chuyện là các doanh nghiệp lại thường xuyên thích chia bằng cổ phiếu, thích chia thưởng, phát hành thêm rồi các thứ bằng cổ phiếu. Bởi vì đơn giản là có rất nhiều cái lợi ích mà doanh nghiệp mà nhận được. Và mong rằng là những cái chia sẻ này của nhóm chúng tôi thì sẽ giúp quý anh chị em và các bạn có những cái định hình tốt hơn về thị trường, tầm tổng quan và tầm cái nhìn gọi là tổng quan, không bị cục bộ bằng cái việc phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Mong anh chị em và các bạn nếu thích video thì để lại like,
Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của nhóm Tự Doanh Chứng Khoán. Xin được anh chị em và các bạn chia sẻ kênh và sẽ ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Bye bye.